Ô xiết. Trong đó phải có gì? Bà dư. Trong đó phải có gì? Trời ơi, chữ chà bá đây nè, có ô. Thấy không? Ok. Ô xiết thì mình chia ra làm hai loại ô xiết gì? Ba dơ hay còn gọi là ô xiết gì? Ô xiết kim. Rồi. Kim loại. Ô xiết thứ hai gọi là ô xiết gì? A xiết hay còn gọi là ô xiết gì? Ô xiết phi kim. Ví dụ giùm em nè, nhận vô có ô xiết gì nha? Na2O. Ô xiết gì? Ô xiết kim loại hay còn gọi là gì? Ô xiết ba dơ. Tiếp tục SO2 gọi là ô xiết gì? Ô xiết phi. Phi kim hay còn gọi là ô xiết gì? À xiết. Tại sao biết ô xiết đây là ba dơ vậy Ngọc? Bởi vì nó là nó được kết hợp bởi ô với kim. Lội. Kim loại. Còn đây tại sao gọi là ô xiết axit? Bởi vì nó được kết hợp bởi ô với phi kim. Phi kim, chốt chưa? Làm sao biết phân biệt kim loại với phi kim? Dựa vào cái dòng thơ nội đưa chứ dòng thơ cái dãy kim loại. Nhưng mà cái đó gọi là cái dòng thơ dãy mà. Kim loại, đọc dãy kim loại lên cho vui đi. Khi nào ba cần may áo giáp sạch nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Giơ bốn ngón lên.